quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Việc tốt quanh ta tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều người khuyết tật trên địa bàn tỉnh đã có thể đi lại dễ dàng hơn nhờ vào đôi chân vừa được trao tặng, đó là những chiếc xe lăn, xe lắc từ các nhà hảo tâm. Bằng nhiều hình thức vận động quyên góp hỗ trợ, thời gian qua Hội chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp với Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence D. Esting, thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 350 chiếc xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật. Những chiếc xe này không chỉ góp phần giúp cho người khuyết tật thuận tiện, chủ động hơn trong việc đi lại, hòa nhập cộng đồng mà còn giảm bớt gánh nặng chăm sóc cho người thân, đặc biệt là giúp người khuyết tật có thêm động lực, ý chí vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng chính là câu chuyện sẽ được chúng tôi giới thiệu trong chuyên mục Việc tốt quanh ta tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau tai biến, từ một lao động khỏe mạnh, bà Lò Thị Siên, đội 1, xã Thành Sương, huyện Điện Biên bị liệt cả hai chân. Mọi sinh hoạt hàng ngày phải trông chờ hoàn toàn vào người chồng. Ở độ tuổi 70, cảnh hai ông bà già cặm cụi chăm lo cho nhau từng bữa ăn, từng manh áo đã trở nên quá quen thuộc với người dân trong thôn. 3 năm nay, dù rất muốn mua một chiếc xe lăn, xe lắc để có thể chủ động trong việc đi lại, nhưng điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ước mơ đó đành phải gác lại. Cuối tháng 8 vừa qua, niềm vui nho nhỏ đến với gia đình bà Siên khi bà nhận được chiếc xe lăn từ Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence Ting, thành phố Hồ Chí Minh trao tặng. Nhờ vào chiếc xe, việc di chuyển của bà Siên đã bớt khó khăn hơn, không lệ thuộc hoàn toàn vào người thân, và chồng bà có thêm thời gian để làm lụng việc nhà, công việc đồng áng. Hoàn cảnh gia đình khó khăn lắm, còn con dâu, con trai thì đi làm thuê, nó còn nuôi con không đủ cơ. Còn chưa nói chuyện là thăm cho ông chăm sóc ông già, bà già đâu. Từ hồi nhận được xe lắc, xe của bên chữ thập đỏ thì gia đình đỡ để đi lại nó tiện hơn tí. Thỉnh thoảng là đi ra ngoài kia chơi, còn để quay lại thăm anh em trong hàng xóm này, tiện lợi hơn. Tương tự như hoàn cảnh của bà Siên, ông Cà Văn Ớ, đội 2 xã Thành Sương cũng được nhận chiếc xe lăn từ chương trình hỗ trợ. Sau những năm tháng tham gia chiến tranh trở về địa phương từ một người hoạt bát nhanh nhẹn, ông Ớ bị liệt hai chân nên mọi sinh hoạt thường ngày ông đều dựa vào sự giúp đỡ của vợ con mình. Nhờ vào chiếc xe lăn mới đã giúp ông Ớ giảm bớt đau đớn khi muốn di chuyển và có thêm động lực, niềm tin vào cuộc sống. Ôi, dù gia đình khó khăn đó, mình không làm được gì được. Giúp ông thì được 3 năm rồi, thế ăn uống thì nếu bà không ở nhà thì con ở nhà thay bà. Hai người thay nhau làm sáng, lúc về thì làm cho ông ăn giặt rú. Thế ông đi đài thì cũng, giúp ông đi xe lăn thì cũng có người dắt đi dắt lại. Một lúc thì ông cũng mệt mỏi thế ông xuống. Toàn nằm, ăn uống thì cho ăn mới biết ăn, không mổ đi ăn được. Những chiếc xe lăn, xe lắc tuy không mang nặng về mặt giá trị vật chất, song có ý nghĩa tinh thần rất lớn. Những gia đình có người tật nguyền thường dẫn theo hệ lụy cái nghèo đeo bám. Vì một người tật nguyền cần có một người lành lặn chăm sóc, làm mất đi một lao động trong gia đình. Với chiếc xe lăn, xe lắc sẽ giúp người khuyết tật xoay sở được trong việc đi lại, phục vụ bản thân, thậm chí có thể ra ngoài hòa nhập cộng đồng, từ đó làm bàn đạp để gia đình vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Với ý nghĩa này, trong 4 năm qua, Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence Ting, thành phố Hồ Chí Minh đã tặng 350 chiếc xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật tại tỉnh ta. Với món quà thiết thực ý nghĩa đó, xe lăn, xe lắc chính là đôi chân thứ hai giúp những người khuyết tật có thêm động lực phấn đấu cùng gia đình vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Có một đứa cháu bị khuyết tật. Vâng, nhưng mà gia đình cảm ơn các cơ quan cán bộ, vâng, với lại nhờ các cơ quan giúp đỡ, với lại các cháu khuyết tật thế thì bây giờ hôm nay được nhận xe lắc thì gia đình rất cảm ơn. Giá trị vật chất của những chiếc xe lăn, xe lắc là có giới hạn, tuy nhiên về mặt tinh thần đối với người khuyết tật, đó là những chiếc xe chở nặng nghĩa tình mà trên những bước đi, những vòng xoay xe lăn bánh, họ luôn thầm cảm ơn những tấm lòng đã rộng mở cứu mang mình trong lúc khốn khó. Câu chuyện về những chiếc xe chở nặng nghĩa tình đã khép lại chuyên mục Việc tốt quanh ta tuần này của chúng tôi. Quý vị và các bạn có thể truy cập trang web dienbientv.vn hoặc kênh YouTube Điện Biên Đài Phát thanh Truyền hình để xem lại chuyên mục. Xin kính chào và hẹn gặp lại!